Nhưng diệt mà chẳng diệt, đánh chẳng diệt. Nếu dùng lời lẽ ví dụ, đều không thể hình dung ra được, cũng không thể nào miêu tả ra được. Vì tất cả nghĩa lý thành tựu chẳng khi nào bằng được. Phật tử Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được, thấy nghe gần gũi, do trồng căn lành nơi Như Lai ứng tránh đẳng giác. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng, các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được, hoặc thấy được thân Phật, hoặc nghe được tiếng Phật, hoặc gần gũi Phật, hoặc cúng dường Phật, hoặc gieo trồng căn lành nơi Như Lai ứng tránh đẳng giác. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết, ở chỗ Như Lai thấy nghe gần gũi, gieo trồng căn lành thầy đều không lướng qua, vì sinh ra giác ngộ trí huệ vô tận, vì liền khỏi tất cả chướng nạn, vì quyết định đến nơi rốt ráo.